Hoài Lâm thử thăm dò khán giả và nhận về cái kết xúc động tại sân khấu tái xuất ở Sài Gòn. Hoài Lâm đã nhận được sự yêu thương nồng nhiệt ở các sân khấu sau khi quyết định tái xuất. Cách đây không lâu, Hoài Lâm quyết định quay trở lại với sự nghiệp âm nhạc tại đêm nhạc ở Đà Lạt vào ngày 15 tháng 10 vừa qua. Nam ca sĩ đã rũ bỏ hình ảnh xuê xoa thường ngày để trở thành một chàng trai bóng bẩy, chỉn chu. Sự thay đổi ngoạn mục cùng giọng hát nội lực của anh làm cho một bộ phận khán giả vô cùng bất ngờ. Mới đây, cư dân mạng đều truyền tay nhau đoạn video ghi lại khoảnh khắc Hoài Lâm tương tác với một số khán giả trong hậu trường tại đêm nhạc vừa qua. Sự ân cần, tinh tế của giọng ca hoa nở không màu khiến dân tình không khỏi xuýt xoa. Cụ thể, sau khi hoàn thành đêm nhạc tại Sài Gòn, Hoài Lâm thay vì ra về đã ngồi nán lại để trò chuyện với đông đảo người hâm mộ. Một tài khoản đã đăng tải đoạn video ô anh liên tục nhận quà và hóm hỉnh cho rằng đi hát lại từ từ ôm quà giết giảm cân à cần gì tập gym. Dễ dàng nhận thấy nam ca sĩ nhận được nhiều hoa, quà cùng nhiều lời chúc từ phía những khán giả luôn quan tâm và yêu thương đến anh. Trước tình cảm nồng nhiệt trên, Hoài Lâm khéo léo thăm dò suy nghĩ của mọi người có mặt ở khán đài, này em hát nghe được không? Tất cả đều đồng thanh trả lời, hay lắm Lâm ơi. Sau khi nghe được tấm chân tình của khán giả, nam ca sĩ đã không thể kiềm chế những giọt nước mắt vì quá đỗi hạnh phúc.